Minh Tú rất vui khi được gặp lại quý cô chú, anh chị và các bạn trên kênh YouTube Nguyễn Đoàn Khuê. Minh Tú xin phép được thay mặt kênh gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cô chú, anh chị và các bạn vì đã luôn đồng hành và theo dõi kênh trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Trong video ngày hôm nay, Minh Tú xin phép được chia sẻ về một vấn đề mà mọi người đang rất quan tâm, đó là đất trồng cây lâu năm có làm sổ đỏ được không? Quý cô chú, anh chị và các bạn thân mến, theo khoản 1 điều 99 Luật Đất đai 2013 quy định, các trường hợp sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất như sau. Khoản 1, nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây. Điểm A, người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều 100, 101 và 102 của luật này. Điểm B, người được nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày luật này có hiệu lực thi hành. Điểm C, người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ. Điểm D, người được sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp đất đai, theo bản án hoặc quyết định của tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành. Điểm D, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Điểm E, người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Điểm G, người mua nhà ở, tài sản gắn liền với đất. Điểm H, người được nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở, người mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Điểm Y, người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa, nhóm người sử dụng đất hoặc các thành viên hộ gia đình, hai vợ chồng tổ chức sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có. Điểm K, người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại giấy chứng nhận bị mất. Như vậy, nếu như bạn sử dụng đất trồng cây lâu năm thuộc một trong các trường hợp theo quy định được trích dẫn ở trên, thì bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cũng như là những tài sản khác gắn liền với đất. Hy vọng qua video đã đem lại được những thông tin hữu ích cho quý cô chú, anh chị và các bạn. Nếu như quý cô chú, anh chị và các bạn có những thắc mắc liên quan đến các vấn đề thủ tục hành chính, đất đai, hôn nhân và gia đình, thì xin hãy để lại những ý kiến dưới phần bình luận để cho kênh có thể tư vấn cũng như là trao đổi với quý cô chú, anh chị và các bạn. Còn bây giờ, Minh Tú xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.